Mời quý khán giả theo dõi trang tin của thành phố Cao Lãnh. Trang tin hôm nay có ghi nhận thành phố Cao Lãnh quan tâm chăm lo gia đình chính sách. Trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh vừa làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân cùng đồng thuận với các chính sách phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, nhân rộng nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp, giữ gìn môi trường, chuyển đổi số. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban Thường trực Thành quỹ đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện nhiệm vụ xuống phố về làng, gắn với chủ đề dòng sông không rác, tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào ở địa phương. Lãnh đạo thành phố Cao Lãnh vừa đến làm việc với Đảng ủy phường 11 về công tác kết nạp Đảng. Theo đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên trong đoàn viên hội viên giáo viên học sinh và lực lượng dân quân đổi mới phương thức tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên làm việc với đảng ủy xã tân thuận tây về phát triển du lịch trong thời gian qua lãnh đạo thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo duy trì định hướng hoạt động các điểm du lịch tổ chức triển khai quản lý hoạt động du lịch và đề ra các giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển du lịch Hiện trên địa bàn xã có 5 điểm du lịch về di tích văn hóa lịch sử, văn hóa trải nghiệm tại vườn cây ăn trái, miền sông nước, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ quỹ viên, ủy ban dân thành phố và bầu cử bổ sung các chức vụ quỹ viên, ủy ban dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Ngọc Truyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp thường lệ nhưng quan trọng và khối lượng công việc nhiều, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, cũng như tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp, các nghị quyết đến với cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Với sự chỉ đạo của cấp trên, sự điều hành của lãnh đạo thành phố, từ đó thực hiện đạt và dược 3 chỉ tiêu và có 5 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên theo kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 737 tỷ đồng, đạt gần 51% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Cao Lãnh đến nay là 72%, gần đạt chỉ tiêu kế hoạch. Văn hóa xã hội, du lịch, phát triển giới thiệu việc làm đạt hiệu quả. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Kết luận hội nghị, ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị từ nay đến cuối năm 2024, lãnh đạo các ban ngành thành phố, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để đạt các chỉ tiêu đề ra, nhất là lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cảnh quan đô thị, đánh giá rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở xây dựng báo cáo đánh giá nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo thành phố Cao Lãnh cùng các phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Giờ đến khảo sát mô hình trồng rau an toàn của hộ bà Trần Thị Ngọc Duyên ở ấp 1, xã Mỹ Trà. Với diện tích 1.000 m2, hộ này trồng rau muống, rau ăn lá, các loại cải, dần dần theo hướng an toàn, cung cấp ra thị trường được nhiều người tiêu dùng biết đến. qua đó lãnh đạo thành phố đề nghị các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ hộ này tiếp tục phát triển quy mô sản xuất và đảm bảo an toàn, tiến tới xây dựng thương hiệu, cung cấp cho các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn thành phố. trong tuần qua hơn 20 giáo viên và học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan trải nghiệm tại Thuận Tân Hội quán xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Nơi đây đã có nhiều hộ dân làm du lịch vườn cây ăn trái, dịch vụ ăn uống và trải nghiệm miền sông nước. Tại đây, các em học sinh được nhà vườn thông tin về giống xoài cát chu Cao Lãnh được trồng bằng hạt, điều kiện sinh trưởng của cây, chăm sóc, thu hoạch và chế biến các món ăn từ xoài cát chu Cao Lãnh. Các em còn được thưởng thức những trái xoài tươi, ngon, mới hái qua đó nhằm giáo dục cho các em truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cũng như hiểu biết về giống xoài cát chua cao lãnh, cũng như được trải nghiệm thú vị và vui vẻ tại vùng quê miền sông nước. Thưa quý vị, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân luôn được thành phố Cao Lãnh quan tâm thực hiện tốt, từng bước nâng cao đời sống, an tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau. Đây là căn nhà tình nghĩa của hộ bà Nguyễn Thị Dung, 60 tuổi ở khóm 4, phường 4, thành phố Cao Lãnh, là con liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cùng chính quyền địa phương đến bàn giao. Căn nhà được xây dựng kiên cố với diện tích 70 m2 với tổng trị giá 360 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình tự đối ứng. Hồi trước là trời mưa hay dột với hay ngập nước dữ lắm chính quyền địa phương với công ty hỗ trợ một số tiền cho tôi có được các cái nhà sang trang cũng rất vui rất mừng vợ dạ chồng tôi cũng ra, ra, ráng lo mà ngang lòng giàu có với người ta ông Nguyễn Đức Hiền năm nay hơn 80 tuổi ngụ tại tổ 2, ấp Tịnh Hưng xã Tịnh Thới đã tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy vào năm 1961. Ngày trở về mang theo trong mình di chứng ở vùng ngực và đầu với tỷ lệ tương tật 25%. Không khuất phục trước bệnh tật, ông quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, vượt dậy cuộc sống nghèo khó. Được nhiều người biết đến là gia đình làm kinh tế giỏi, con cái ăn học thành tài. Người dân nơi đây hết mực tình yêu, quý mến. Tôi lập dùng xài năm nay cỡ khoảng trên 20 năm tôi nhờ vườn xài này mà tôi nuôi các con tôi ăn học thứ hai nữa là tôi tham gia cái tổ hòa giải ở cơ sở tôi làm được trên 30 năm để giải quyết những đề tranh chấp nhỏ của bà con cô bác ngoài các cái chế độ chính sách do nhà nước quy định thì năm nay thành phố cũng đã à, tuyên truyền vận à, động các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp quỹ đền ơn nghĩa hỗ trợ cho gia đình chính sách tổ chức cho thân nhân liệt sĩ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông và chỉnh trang các nhà bia ghi tên liệt sĩ để thân nhân liệt sĩ đến viếng thể hiện lòng tự hào dân tộc tri ân đến các anh hùng liệt sĩ các thế hệ cha anh đã có công hy sinh trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện toàn thành phố Cao Lãnh có 173 mẹ Việt Nam anh hùng trong đó có ba mẹ hiện còn sống 1.270 liệt sĩ 277 thương bệnh binh và hàng trăm gia đình có công với nước thành phố tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên đầy đủ và tốt đẹp hơn góp phần chung việc giữ gìn những giá trị tốt đẹp những thành quả to lớn mà cha ông ta đã dày công dùng đắp trang tin địa phương của thành phố cao lãnh đến đây sẽ được tạm dừng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại